Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Và sau đây là tiểu sử của bà U80 và phi công trẻ 23 tuổi. Cặp đôi máy bay bà già phi công trẻ chênh lệch nhau tới 4 con giáp này đã trở thành một trong những đề tài sôi nổi về tình yêu trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Xuất hiện trên các trang mạng xã hội Trung Quốc cách đây đã vài năm, nhưng câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi đũa lệch của bà lão U80 và anh thanh niên ngoài 20 tuổi người Trung Quốc vẫn luôn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Đồng tình có, ủng hộ có, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại không ít những nhận xét trái chiều, đánh giá tiêu cực về mối tình đi ngược lại với quy tắc, chuẩn mực. Thêm một trang tin câu chuyện tình cảm động của cặp đôi của bà, Mã Ngọc Cầm và người đàn ông trẻ tuổi, Lý Ngọc Thành đã được đài CCTV Trung Quốc đưa tin. Và để đưa ra dẫn chứng cho mối tình sét đánh tuyệt đẹp này, trang tin nói trên đã đăng tải hình ảnh một nam thanh niên trẻ tuổi đang trao nụ hôn nồng nàn với cụ bà tóc đã bạc trắng. Bà Ngọc Cầm 76 tuổi và anh Ngọc Thành 23 tuổi sống ở tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, không chỉ đến với nhau về tình yêu sét đánh mà còn bỏ qua mọi điều tiếng để kết hôn, chung sống với nhau và sinh con. Tuy không nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên và điều kiện sống chật vật, nghèo nàn, nhưng cặp đôi vẫn chung sống với nhau rất hạnh phúc. Chứng kiến tình cảm mà người chồng trẻ dành cho vợ, tất cả hàng xóm đều khẳng định anh Ngọc Thành đến với bà Ngọc Cầm không phải vì từ tư lợi cá nhân hay của cải vật chất. Được biết bà Ngọc Cầm vốn là một diễn viên ca kịch, còn anh Ngọc Thành từ bé đã hâm mộ và yêu tiếng hát của bà. Vì vậy khi Ngọc Thành lớn lên, anh đã có cơ hội được biểu diễn với bà Ngọc Cầm. Dần dần tình cảm từ ngưỡng mộ đã được bồi đắp và trở thành tình yêu từ lúc nào không hay. Thực chất là một mối tình chênh lệch cũng không kém lãng mạn. Qua tìm hiểu được biết, bức ảnh nụ hôn nồng nàn giữa nam thanh niên và cụ bà tóc bạc chỉ là một chuyện tình sét đánh kỳ lạ mà cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc chỉ tay nhau từ năm 2011. Tuy nhiên họ lại không đề cập đến danh tính thực sự của cặp đôi và chỉ cho biết của bà đã 83 tuổi, còn anh thanh niên mới chỉ ở tuổi 27, tính vào thời điểm năm 2011. Quay trở lại với tình yêu sét đánh của cặp vợ chồng Ngọc Thành, Ngọc Cầm. Được biết, cặp đôi thực chất chỉ trên nhau 37 tuổi, bà Ngọc Cầm hiện 76 tuổi, còn anh Ngọc Thành 39 tuổi. Đã từng được cả nước Trung Quốc biết đến khi xuất hiện trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2012, bà Ngọc Cầm gặp tai nạn ô tô và phải nằm trong viện một khoảng thời gian dài. Sự chăm sóc ân cần chu đáo của người chồng trẻ tuổi Ngọc Thành dành cho vợ một lần nữa lại gây xúc động cho các khán giả truyền hình cũng như hàng triệu độc giả. Thông tin của kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng gửi cho các bạn đến đây là hết. Xin chào, tạm biệt.